Hi, chào mừng mọi người đã quay trở lại với series Những câu nói kỳ dị của trẻ. Những câu chuyện này là những câu chuyện có thật mà mình đã lượm lặt được ở trên Internet. Câu chuyện đầu tiên được kể lại bởi một bà mẹ. Chúng ta đã nghe vô vàn những câu chuyện về trẻ con có thể nhìn thấy linh hồn của ông bà hay là người thân của chúng sau khi họ qua đời. Một vài người không tin vào tâm linh thì cho rằng có thể là chúng quá thương nhớ họ nên đã tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng nó có một vài trường hợp về trẻ con có thể nhìn thấy hoặc thậm chí là nói chuyện với những hồn ma của những người mà chúng chưa từng gặp bao giờ. Đó cũng chính là câu chuyện của bà mẹ trẻ dưới đây. Khi con trai của cô ấy lên 3 tuổi thì đứa trẻ bắt đầu bập bẹ hát một bài hát thiếu nhi. Gia đình không biết cậu bé đã học ở đâu và ai là người đã dạy cho cậu bé bài hát đó. Đó là một bài hát ru bằng tiếng Ba Lan mà bà nội chồng của cô ấy, tức là cụ của đứa trẻ, đã từng hát. Tuy nhiên thì bà ấy đã qua đời trước khi đứa trẻ được sinh ra. Wow, có vẻ nghe khá là đáng sợ, nhưng chúng ta có thể nghĩ tích cực rằng bà ấy luôn đi theo để bảo vệ đứa trẻ cũng được. Câu chuyện tiếp theo có một mô típ cũ rích nhưng chưa bao giờ hết đáng sợ. Đó chính là người bạn trong tưởng tượng. Và đứa trẻ này có một người bạn như thế, tên là Jenna. Một ngày nọ khi gia đình của cô bé này đang lái xe qua một nghĩa trang thì xe bất ngờ bị thủng lốp. 15 phút sau khi ông bố đã thay xong lốp dự phòng và gia đình tiếp tục di chuyển. Lúc này thì cô bé bất ngờ nói tạm biệt Jenna và sau đó vẫy tay. Khi người mẹ thắc mắc thì đứa trẻ đã trả lời rằng Jenna đi về nhà, nhà của cậu ấy ở đằng kia và sau đó chỉ tay về phía nghĩa trang. Mình tự hỏi rằng không biết có ngôi mộ nào mang tên cô bé Jenna ở đó không. Và may mắn là cô bé Jenna đã rời đi thay vì theo cô bé này về tận nhà. Có một sự thật mà mình đã nói rất nhiều lần, đó là trẻ con có một thứ giác quan, thứ mà sẽ mất đi khi chúng lớn dần lên. Đứa trẻ tiếp theo đã nhìn chằm chằm vào đồ trang trí trên cây thông Noel và tự lẩm bẩm một mình 11 ngày nữa. Cả gia đình đã không cho rằng câu nói ấy quái dị cho đến 11 ngày sau, nhà của họ đã bị đột nhập vào lúc nửa đêm. Và tất cả những gì tên trộm lấy chỉ là những đồ trang trí trên cây thông Noel. Thật là kỳ cục. Nhưng vấn đề ở đây là có vẻ như đứa trẻ đã biết trước được lần đột nhập ấy. Và tại sao vậy? Một người phụ nữ đã kể lại rằng khi con cả của cô ấy lên 5 tuổi, trong một lần thì con bé đã chỉ tay vào góc nhà, khóc lớn và nói người phụ nữ quái dị. Và khi đứa con thứ hai của cô ấy cũng 5 tuổi thì thằng bé cũng làm điều tương tự giống như chị nó, chỉ tay vào khóc nhà, nói rằng người phụ nữ quái dị và sau đó lại khóc giống lên. Câu chuyện tiếp theo là về một gia đình đã chuyển đến căn nhà mới tại một đất nước khác. Căn hộ này đã bao gồm tất cả các đồ nội thất và có cả những bức tranh treo trên tường nữa. Vì giá trị nghệ thuật của chúng nên gia đình này đã quyết định giữ tất cả những bức tranh đó lại. Ngoại trừ một bức tranh trong phòng ngủ, người vợ có vẻ như là không thích nó lắm nên đã quyết định treo nó ở phòng của cậu con trai. Một ngày nọ khi cậu bé 2 tuổi rưỡi chuẩn bị đi ngủ, nó đã khóc và nói rằng con không muốn ngủ ở đây, bức tranh đó cứ nhìn con và cố gắng nói chuyện với con. Giờ thì các bạn đã biết rằng tại sao chủ cũ lại bỏ đi và để lại hết tất cả đồ đạc rồi đó. Bức tranh đó và căn nhà đó chắc chắn đã bị ma ám rồi cũng nên. Người lớn luôn nói rằng hãy để những vật sắc nhọn tránh xa tầm tay của trẻ em và câu nói đó cực kỳ đúng với trường hợp của cô bé dưới đây. Người chị này nói rằng khi em họ của cô ấy lên 4 tuổi thì cô ấy đã phát hiện ra ở dưới giường của nó có một cây kéo. Khi người chị hỏi thì cô bé 4 tuổi ấy đã trả lời rằng chị biết đấy, em có thể cắt cổ chị bằng thứ đó. Mình nghĩ rằng người chị họ này đã đến lúc phải xách ba lô và đi rồi đấy. Mình đã kể cho các bạn khá nhiều câu chuyện về những đứa trẻ có thể nhớ được tiền kiếp của mình. Và câu chuyện cuối cùng trong video ngày hôm nay cũng vậy. Cậu bé từng kể với cha mẹ hiện tại của mình rằng cậu đã từng có một cuộc sống khác, một gia đình khác, có ông và có bà. Họ đã từng sống trong một ngôi nhà màu xanh bên cạnh một con sông nhỏ. Dĩ nhiên ban đầu phụ huynh đã không tin lời cậu nhóc cho đến khi cậu bé nói rằng cậu ấy biết rõ địa chỉ của ngôi nhà đó. Cậu bé 5 tuổi đã chỉ đường cho họ một cách rất chính xác. Sau 45 phút lái xe băng qua một khu rừng thì họ đã đến được một ngôi nhà màu xanh cạnh một con sông nhỏ. Nhưng có vẻ là ngôi nhà này đã bị bỏ hoang rất lâu rồi. Đó là tất cả những gì mình đã nhặt nhạnh được cho video ngày hôm nay và mình mong rằng các bạn sẽ yêu thích nó. Hãy bình luận ở phía dưới nếu như con, em của bạn đã từng buột miệng nói ra những câu nói kỳ dị hoặc đại loại như thế. Hoặc nếu có bất cứ câu chuyện nào muốn chia sẻ thì hãy liên lạc với mình nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.